Alo cả nhà. Giang nè. Giang bán ghế đây. Xin chào mấy anh chị em. Mấy anh chị em khỏe không? Có ai mua đồ có thời gian không? Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng của thầy Giang. Chúc sinh chúc đứng đầu đình, vàng xin vàng bán cái gì cũng linh. Mua ai cũng vậy, mua dùm vàng vàng cảm ơn. À, hồi bữa livestream mình có chia sẻ lý do vì sao Mark Zuckerberg thay đổi tên công ty và Elon Musk có thể giàu. Trong đó mình có nói về cái tiềm năng của bất động sản. Có nhiều anh chị em thắc mắc là không có tiền thì làm sao mà có thể là làm bất động sản được. Đấy anh chị, hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết tay trắng làm giàu từ bất động sản cho mấy anh chị nghe. Mấy anh chị có muốn nghe không? Và hôm nay mình sẽ coi cho mấy anh chị trong tháng 11 này tuổi của mấy anh chị tốt hay xấu. Đó, hai cái mục chính của ngày hôm nay trong buổi livestream này. Mấy anh chị có muốn không? Nếu mà mấy anh chị muốn thì mấy anh chị quýnh chữ muốn giùm đi nha. Và mọi người chia sẻ 10 nhóm, cái nick của mình hiện lên chữ chia sẻ, nhắn ngày tháng năm sinh dương lịch. Tại sao phải nhắn ngày tháng năm sinh dương lịch? Tại vì mấy anh chị phải hiểu, có những anh chị nó không có, chưa có tới tiết lập xuân. Có nhiều người cả đời mình tuổi ngọ mà mình cứ nghĩ mình tuổi mùi. Nó có những cái chuyện quái quâm như vậy thì mấy anh chị không có chuyên môn thì mấy anh chị sẽ không có hiểu được. Thì cái tuổi á, là mình phải dựa vào cái tiết lập xuân của mỗi năm. Mà tiết lập xuân á, là người ta tính theo tiết khí. Tiết khí á, thì nó cố định, nó trùng với là dương lịch. Thì mỗi một năm á, cái tiết lập xuân á, người ta mới dùng cái đó để tính tuổi. Mấy anh chị nào sinh trước tiết lập xuân thì là tuổi của năm trước, sau tiết lập xuân là tuổi của năm sau. Lập xuân thông thường hàng năm là nó rơi vào ngày 4, ngày 5 tháng 2 dương lịch hàng năm. Ngày 4, ngày 5 tháng 2 dương lịch hàng năm. Đấy, thành ra là mình phải sử dụng dương lịch là vì như thế. Rồi mấy anh chị chia sẻ đi, muốn thì mấy anh chị chia sẻ đi, mỗi người chia sẻ 10 nhóm nào. Đấy, có nhiều anh chị cứ lấy ngày 1 tháng 1 âm lịch để mà làm tuổi. Rồi nhiều người nói đuôi con này đầu con kia gì tùm lum, không có anh chị. Cái tuổi nó chính xác lắm. Trước lập xuân là tuổi khác, sau lập xuân là tuổi khác. Nha, nên mình đừng có dựa vào cái Tết âm lịch. Nó không có chính xác. Xuân hạ thu đông bốn mùa thì mình dựa vào cái tiết lập xuân để mình tính. Mình có đã có cái danh sách đó, danh sách tất cả những năm tiết lập xuân, men chị coi lại coi mình sinh trước hay sau. Tức nghĩa là những người nào mà sinh trong cái tháng 2 đó thì nó sẽ chập chờn, thì men chị theo. Còn nếu mình sinh từ tháng 3 trở đi thì ok rồi nha. Thì đó là lý do tại sao mà men chị phải ngắn cái đầy đủ năm tháng ngày giờ, năm tháng ngày sinh, ngày tháng năm sinh để mà biết được. Tân Dậu hả? Tân Dậu tháng 11 ok. Đi đâu mà vội mà vàng. Ngày hôm nay thì mình vẫn có chương trình khuyến mãi. Và cái An Tài Bối là cái vật phẩm mới này của mình nè. Có nhiều anh chị kêu mình là thầy ơi giữ giá 2.999 đi, chứ mà tăng giá lên 4.800 thì em mua không nổi. Thì hôm nay mình sẽ dành cho 5 người, 5 người cuối cùng trong cái livestream này thỉnh được cái An Tài Bối này. An Tài Bối, an là thượng lộ bình an, sang lưu bình an, tài là pha thải phát tài, bối là bảo bối, bảo vật giúp cho mấy anh chị đi đường thuận lợi bình an, đi đến nơi về đến chốn, có thể chốt sale, bán hàng chốt sale. Nếu mình làm môi giới bất động sản, mình làm tài xế, mình làm tiếp hướng dẫn viên du lịch, mình làm tiếp viên hàng không, hoặc bất cứ ai, mấy anh chị được khai quang theo năm tháng ngày giờ của mấy anh chị. Bỏ vô túi, treo lên xe, bỏ móc chìa khóa bất cứ đâu gần mình. An Tài Bối, sản phẩm mới nhất của thời gian.
ngày hôm nay 5 người được 2.999.000 nha. Ăn tại bói mấy anh chị, ăn tại bói, ai có nick chia sẻ mình sẽ xem nha. Anh chị nào muốn xem tuổi thì hãy xem. Lặp lại, ngày hôm nay mình có hai phần. Phần thứ nhất là coi tuổi mấy anh chị tháng 11 tốt xấu. Tháng 11 này nó bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 nha, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, hôm nay mới có ngày 4 thôi đấy. Và mấy anh chị có muốn tiếp tục mình chỉ hũ muối vào heo đất không thì nói chữ muốn luôn nha. Mấy anh chị hãy chia sẻ, bấm like, thả tim rồi để cho mình có động lực nhìn nó đỏ đỏ xanh xanh rồi cho nó hứng thú. Và lần thứ hai là mình chia sẻ cho mấy anh chị bí quyết tay trắng để mà mua đất, đầu tư bất động sản. À, bí quyết an tài bói, bí quyết đầu tư mua bán bất động sản. Canh ngọ ok em, canh ngọ tháng 11 ok, kỷ mão tháng 11 ok. Bính thìn tháng 11 ok. Số tài lộc đăng ký trong vòng 3 ngày có 1.900.000. Mậu thìn hả? Mậu thìn thì ok. Kỷ tỵ 6 nha, kỷ tỵ 6. Ok Lê Nguyễn, chuyển khoản đi, 2.999.000. Tân Sửu tháng 11 hả? Ok. Nhâm Tý hả? À, không có chia sẻ, không có coi. Quý Dậu hả? Quý Dậu ok. Nhà hướng Tây Bắc bếp góc nào á? No, không biết. Bếp là mình phải coi cái nhà của mình chứ, mình đâu có thể mình nhìn mình nói được. Phong thủy thì phải liên quan. Mậu Ngọ ok nè. Mậu Dần ok. Quý Sửu hả? Mấy anh chị chia sẻ đi, mọi người 10 nhóm. Ai không chia sẻ không trả lời. Tân Hợi 6. An tài bói 5 người nha, 5 người với 2.900.000 tặng hình hình chiếu tài. Mậu Ngọ tháng 11 ok. Xin chào mấy anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ hai cái nha. Coi tuổi tốt xấu tháng 11 và bí quyết tay trắng đầu tư bất động sản. Ok không? Mình nhớ mấy anh chị nên nhớ nha. Mình nói là mình nói những cái thứ thực tế. À, chứ không có nói chuyện trên mây. Nói gì đó là phải logic. Số điện thoại hả? Hôm nay không có coi số điện thoại. Ất Sửu hả? Ất Sửu ok. Tân Mùi tháng 11 ok. Mấy em nào tuổi Ngọ với tuổi Mùi á là sang năm rất là tốt. Tuổi Ngọ tuổi Mùi á 20-21 là te tua rồi. Thì 22 là rất tốt, nhất là tuổi Mùi nha. Sang năm rất là tuổi Mùi tốt lắm. Nha. Ok, mua hàng ai mua thì mua, cảm ơn nhiều. Nha anh chị, tuổi Mùi là một trong những tuổi rất là tốt vào năm 2023.
Còn ai thân Tý Thìn á thì là bị tam tai. Tam tai thì cái gì hóa giải? Tam phúc tinh. Cứ tam tai là tam phúc tinh, nhớ vậy đó nha. Ngày hôm nay thầy Giang chơi đẹp với mấy anh chị một cái sự đẹp vô cùng. Cho mấy anh chị một cái sự đẹp vô cùng. Nếu như mấy anh chị mua ngay trong livestream này của tôi vòng vương tài hoặc mặt vàng tặng tam phúc tinh, 5 người thôi nha, 5 người thôi, nghe chưa, ngay trong bây giờ 5 người thôi. Ất Sửu ok em, hello hello everybody. Nhâm Tuất hả? Nhâm Tuất thì xấu về mặt tình cảm cá nhân, Quý Hợi xấu nha. Bông vượng tài 14.888.000 tặng cái vòng tam phúc tinh 9.090.000. Những ai mà thân Tý Thìn mua một được hai để mà năm sau hóa giải tam tai luôn, tam phúc tinh hóa giải tam tai, chơi đẹp cho mấy anh chị 5 người đầu tiên nha. Kỷ Tỵ rất xấu em, xấu chỗ nào? Thứ nhất em dễ nổi nóng nè, em dễ hao tiền nè, đó dễ xích mích với người xung quanh nè, làm gì cũng dễ chật ruột nè, đó là tuổi Kỷ Tỵ vào tháng 11 xấu. Bính Thìn ok, mua góp hả? Rồi mua góp thì đặt cọc 3 triệu, góp đủ thời gian giao hàng giữ khuyến mãi luôn, ok không nha. Mậu Thìn hả? Mậu Thìn ok, mình đang nói tháng 11 dương lịch nha, tháng 11 bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 dương lịch nha. Kỷ Mùi ok, bây giờ cọc đi Phúc Tăng được giữ khuyến mãi liền em, chỉ có 5 người thôi em ơi nha, chỉ có 5 người thôi, thôi anh phá sản á. Thằng Đỗ Cường kia mày mới sinh năm 99 biết khỉ về nhân quả mày nói mày. Đi chỗ khác mày. Ba mày luôn nha. Nít nôi đặt nói chuyện nhân quả. Hả? Sinh năm 99 mấy tuổi mày đòi nhân quả. Biết cái gì về nhân quả mày nói. Đi chỗ khác đi nha. Ghét thằng nào vô đây mà nói chuyện nhân quả, nít đặc xạo. Nhảm nhí. Ban mày luôn đi. Nít đi về đời. Giảm Thìn à, ok. Định Mẫu ok, Ất Sửu ok. 5 người mua vòng vượng tài hoặc mặt vàng được tặng tam phúc tinh. Ngay bây giờ đặt cọc cũng được, giữ khuyến mãi 3 triệu, giao đủ thời gian giao hàng, ok. Và sẵn đây mình nói cho mấy anh chị luôn là hệ thống của mình xử lý đơn hàng tỷ lệ 100% nha, chưa có bất kỳ xảy ra hết. Lại có nhiều khách người nhà nhận hàng xong điện thoại, ố thầy sao em chưa được gì hết tùm lum lắm, rồi xong hồi điện về nó, ơ dạ em nhà người nhà em nhận rồi tùm lum lắm chưa gì hết, lên la làng nha mấy anh chị, mấy anh chị yên tâm nha. Và mình á là cái hệ thống của mình đó, nó rất là lớn, thành ra là mấy anh chị mà chốt ở đâu mấy anh chị hỏi đơn hàng ở đó để mà dễ theo dõi mấy anh chị. Ví dụ mấy anh chị chốt Zalo nào thì mấy anh chị chốt Zalo đó, tại vì mình một hệ thống mình có rất là nhiều nhân viên để mà chốt sale. Mấy anh chị mà vô mấy anh chị chốt trên Zalo cái mấy anh chị lên bay hỏi là thua, mấy anh chị chốt trên bay hỏi mấy anh chị trên Zalo thì
nó là hệ thống mà mấy anh chị, nó phải có một cái phân vùng phân quyền để mình mới quản lý được. Giống như bây giờ mấy anh chị ở quận 7 thì mấy anh chị phải kiện quận 7, hoặc là mấy anh chị có gì hỏi lên quận 7, chứ mấy anh chị chạy lên ủy ban thành phố mấy anh chị hỏi làm sao người ta trả lời. Gì? Mình mua vòng tam phúc tinh chờ linh nghiệm 3 năm mà vẫn chưa thấy, là sao? Vòng tam phúc mới bán đây đâu ra 3 năm. À, mấy anh chị, mình giải thích để mấy anh chị hiểu, vì là hệ thống nên là mấy anh chị chốt đơn đâu, mấy anh chị vô đó mấy anh chị hỏi. Rồi mấy anh chị đừng có lên livestream hỏi, mình cũng không có biết cái đơn hàng của mấy anh chị là như thế nào thì làm sao mà mình hỏi mình trả lời cho mấy anh chị được. Đúng không? Còn cái gì mấy anh chị có thắc mắc gì mình có hotline đó. Đúng không? Cái hệ thống của mình nó làm gì không có ngày đêm mà, mấy anh chị cứ điện vô thử xem. Đây hotline đó 0941873456. Kỹ trị nữ xấu nha. Và cái tính của mình là rất là rõ ràng, ăn ngay nói thẳng nha. Và anh chị nào thích thì mua ủng hộ, không thích thì đi chỗ khác, vậy thôi. Và mình nói lại mấy anh chị là trong cái live stream này á, mình nói chuyện cho nó luồn mạch, nên thành ra mấy anh chị chào mình á, mình không có chào lại được. Thì mấy anh chị thông cảm chứ không phải mình chảnh gì, mình không có chảnh ha, mình đi bán hàng mà chảnh gì. Nhưng mà để cho cái câu chuyện nó liên tục, tại vì á, có nhiều người sẽ coi lại. Coi lại mình cứ nói này nói kia tùm lum, nó không có liên tục là mất thời gian của người ta. Nha mấy anh chị. Kỷ tỵ là 6 tháng 11. Hai năm rồi tạm phúc tinh không thấy nghiệm nghiệm. Cái đó là em nói thôi, em là người đầu tiên nói chuyện này. Phong tinh không hiệu nghiệm là em biết cái số em đang xấu lắm rồi đó. Vậy thì em bỏ tạm phúc tinh ra, em thử coi nó làm sao, biết liền cái gì. Nhưng mà hiệu nghiệm là hiệu nghiệm cái gì? Có nhiều người hiếu đại xong thứ nào mấy chục tỷ đeo vòng tam phúc tinh vô, tại ơi em thấy hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm sao? Trời. Mấy anh chị mua đồ của mình á, mình luôn tư vấn rất rõ ràng. Và mấy anh chị có gì thắc mắc, mấy anh chị cứ hỏi. Và mình luôn đáp ứng, mình trả lời hết mấy anh chị. Và xưa tới giờ mình cũng nói, đồ của mình chả có bao giờ 100% là chính xác. Đây là hỗ trợ. Cuộc sống của mấy anh chị nó có rất nhiều thứ đó. Mà mình nói cho mấy anh chị nghe, đánh đề cờ bạc đừng có đi mua đồ phong thủy đeo, nó không có linh ứng đâu nha. Có nhiều người quýnh đề quýnh bài kêu bố trí phong thủy để thắng hả, đừng có mơ. Tại sao mình đã nói với mấy anh chị nhiều lần rồi, cái trò chơi cờ bạc á là sự đối kháng, đúng không ạ? Cái số mình tốt thì cái số mình kia nó cũng tốt vậy, đúng không? Vậy thì ai thắng ai, đến lúc mình hên thì mình thắng nó. Nhưng mà cờ bạc á là không có biết giữ tiền. Lúc mình thắng á, mình xài lùm la hết. Đến khi mình thua, ói máu, mình đâu lấy lại được đâu. À, bởi vì cờ bạc á, mà mấy anh chị á, đi dùng mấy cái này để mà thắng cờ bạc thua. Nha, mấy anh chị đừng có mơ. Mình khuyên mấy anh chị á, những người nào mà làm gì cờ bạc, đừng có mua đồ phong thủy đeo, làm gì cho tốn tiền. Mà mình đeo mấy cái này vô, mình đi lừa gạt người ta, nói làm gì nữa. Ở đây nó không phải là liên quan đến nhân quả hay bùa chú gì đây hết. Mà mình phải hiểu những cái vật phẩm này là những cái năng lượng, nó tương tác với mình, nó giúp cho mình cải thiện số mệnh. Tâm tưởng siêu thành á, ai mua tâm tưởng siêu thành ngay bây giờ tặng vòng tam phúc tinh hoặc là vòng vượng tài ngay bây giờ. 24.900 tố liệu, 24.900. Mấy anh chị có thắc mắc về vật phẩm mình luôn giải thích rất rõ ràng cặn kẽ, mấy anh chị yên tâm nha. Và mình luôn luôn nói vật phẩm của mình không có chuyện 100% đeo vô là đúng. À, mấy anh chị đeo vô, bữa mình nói đó. Bây giờ nếu như cái vật phẩm này của mình đeo vô mà nó ứng thì mấy anh chị tốt, không thể nào xấu hơn được, đúng không? Còn nếu nó không ứng thì coi như mấy anh chị mua cục gạch, à coi như mình ngu, mình mua cục gạch mình dùng, đúng không? Tâm tưởng siêu thành cho xem á, xem sao giờ. Đây. Thứ nhất, cái hình đó. Tâm tưởng siêu thành là có một cái vòng đeo này,
nó có một cái hình lục giác này và một cái màu hợp với cái mạng dựa vào ngày tháng năm sinh, và nó có cái tranh vẽ, và nó có bản nhạc, và nó có một cái hình để cài vô điện thoại. Bốn cái này tạo hình tâm tưởng sự lành nha. Đó, cái chị này hồi nãy mà nói đe tâm phúc tinh mà không có hiệu nghiệm, chị nhắn vô cái chỗ mà chị mua đó, là chị hỏi để mình kiểm tra lại coi nó có đúng của chị hay chưa, hay nó có vấn đề gì, hay mình cần bổ sung thêm gì. Đó, thì mình nhắn vô cái chỗ đó nha. Đây là tâm tưởng cho thành lá này. Tố liệu mình mua mình sẽ được hướng dẫn xài hết nha. Và tâm tưởng sư thành phải có ngày tháng năm sinh. Để có ngày tháng năm sinh. Và được hướng dẫn nha. Mấy anh chị nào xài vật phẩm của mình mà mấy anh chị cảm thấy nó chưa có được như ý, mấy anh chị nhắn vô, mấy anh chị hỏi. Mấy anh chị hỏi với cái tinh thần là cầu thị. Mấy anh chị hỏi với cái tinh thần là thầy cao dùm coi còn cái gì thiếu hay là cái gì đó, thì mình sẽ chỉ, mình sẽ bổ sung cho mấy anh chị. Mấy anh chị nên nhớ cái chuyện đó nha. Chứ không phải là mình phải chịu trách nhiệm là anh chị mua cái này xong là anh chị phải giàu sang phú quý. Cái đó chỉ có mấy thằng ba xạo lừa đảo nó mới nói cái chuyện đó. Mình không bao giờ mình nói cái chuyện đó nha. Thì mấy anh chị trên tinh thần đó thì mấy anh chị mua được phong thủy của mình, mấy anh chị xài. Còn mấy anh chị không cảm thấy như vậy ok thì mấy anh chị đừng có xài. Vậy thôi. Mình buôn bán cái gì nó cũng rõ ràng với mấy anh chị hết. Và mình có được ngày hôm nay là tất cả nhờ những cái món đồ phong thủy này mình đeo. Và mình luôn luôn xài. Đây nè, cái gì thấy không? Mình nè, đeo tổ sư nè, ngọc bội tâm tưởng sự thành nè, đây là tứ thời kiến quý nè, con vật quý nhân nè. Đó. Còn đây là bên ghế nè, kỳ lân ngọc bích nè, ngũ nhạc chân hình đồ nè. Đó. Còn ở trong đây nè, đây ngay cái bàn làm việc của mình nè, tam phúc tinh nè, lắc vàng nè, thấy không, ví nè, nè trong ví có tiền nè. Đó, luôn luôn là như vậy. Ở bên kế bên mình nè, tâm tưởng sự thành nè, rồi ngũ nhạc chân hình độ là tùm lum hết, cái gì cũng có hết. Tài thiên nữa nè, em anh chị thấy không, tài thiên nè, đấy, thấy chưa, mình xài đủ thứ hết, cái gì mình cũng có hết. Và những thứ đó là đều là mình xài, mình thấy hiệu quả, mình chia sẻ lại với mấy anh chị. Vậy thôi. Đấy. Chứ mình không có nói chuyện chơi chơi. Rồi. Tinh thần đó thì mấy anh chị cứ mua, hỗ trợ, ủng hộ, cảm ơn nhiều. Nè. Cho mấy anh chị coi. Mấy anh chị thấy không? Đó. Tâm tưởng sự thành nè. Ấn nè. Cua nè. Thấy chưa? Đó. Tinh cầu kẻ mệnh nè. Đó. Bàn thờ tổ sư nè. Thấy chưa? Đó, mấy anh chị thấy bàn thờ của mình không? Nghiêm chỉnh không? Đồ này mình đeo không có kiêng kỵ gì hết. Vì sao mấy anh chị? Vì sao mấy anh chị đeo không có kiêng kỵ? Tại vì nó là năng lượng tương tác mà. Thì kỵ cái gì đâu. Tại mấy anh chị chỉ cần nó gần mình là được. Vậy thôi. Anh chị đừng có nghĩ nó là bùa phép cái gì ở đây hết á. Cái cục đá nó có khối lượng, nó có màu sắc là nó sẽ có năng lượng. Nó có hình dạng những cái con vật đó là nó sẽ có năng lượng. Và mỗi một vật nó sẽ có một cái tần số năng lượng. Chỉ có vậy thôi. Thì bởi vậy nguyên tắc là nó ở gần mình thì nó làm ăn tốt lắm cho mình. Đúng không? Bây giờ nhiều anh chị hỏi thầy bây giờ em học hướng gì, giờ bây giờ em đi mua đất hướng gì. Cái đất mấy anh chị mua mà mấy anh chị không có ở trên đó thì nó không ảnh hưởng gì mấy anh chị. À, mấy anh chị hiểu, phải hiểu như vậy đó, nó đúng. Còn mà mình ở vô đó là khác. Bởi vì tại sao cái ông chồng á, ông ảnh hưởng tới mình mạnh là tại vì ông sát mình. Tại sao cái nhà của mình á, nó ảnh hưởng tới mình tại vì nó tiếp xúc với mình nhiều. Ok, phòng tiếp tục. Còn mấy anh chị muốn biết tam tai á, nó có xấu hay không á, mình tự ngồi điều tra cho mình thôi, mình tự ngồi nhìn mình, rồi mình nhìn những người xung quanh mình. À ví dụ như bữa giờ là tỵ dậu sửu nè, mấy anh chị cứ coi những người 3 năm nay những tỵ dậu sửu người ta xấu với cái gì, mấy anh chị nhìn
để mấy anh chị tự tự nghiệm ra, chứ mấy anh chị đừng có vội vàng nghe. Và mấy anh chị phải hết sức để ý cái này, mình nói cho mấy anh chị nghe cái này. Và cái này mình nói cho mấy anh chị nghe, chỉ có người bản lãnh mới nói được cái câu này cho mấy anh chị nghe nè. Nhiều anh chị á chả có cái mệnh gì hết, à giống như là nhờ một cái người nào đó làm cái chuyện gì đó, thì mấy anh chị phải nhớ nè, nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất á, là cái người đó có đủ năng lực để giúp cho mấy anh chị cải mệnh, tức là lẽ ra mình đang xấu mà người ta hỗ trợ mình có thể cải thiện tốt hơn. Khả năng thứ hai là mấy anh chị phải nhớ nè, trùng lúc cái vận hạn của mấy anh chị thay đổi, thì cái người đó người ta vô tình người ta làm trúng vô cái lúc mà vận hạn của mấy anh chị tốt lên, thì mấy anh chị đi tin cái ông đó sái cổ. Mấy anh chị phải hiểu cái chuyện đó nha, là đó là lý do tại sao mà mấy anh chị tin người đó, thì có lúc cái gì nó cũng đúng hết, nhưng đến lúc cũng có người đó làm cái gì cho mấy anh chị cũng sẽ không được, tại vì cái vận xấu nó đã tới rồi. Nhưng mà người đó ta không có biết, người ta chỉ âm binh tùm lum, nếu mấy anh chị cũng làm tùm binh theo, nhưng mà vô tình cái vận của mấy anh chị nó trúng, hoặc mấy anh chị vô tình di chuyển tới một cái nhà cái phong thủy tốt, nó làm cho cái vận số của mấy anh chị thay đổi, chứ không phải là do cái ông nào đó làm cho mấy anh chị thay đổi. Nó vẫn có cái trường hợp đó xảy ra, tức là may mắn mình vô vận tốt, rồi cái trùng hợp cái thời điểm đó cái mình nghĩ cái người đó tốt, cái mình tôn nó lên làm thánh. Và thế là dòng họ bà con gì của mình cũng đi theo cái một cái người đó làm cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đó thực chất nó không có đạt cái gì hết. Thì làm sao để biết được cái chuyện đó? Cái đó mấy anh chị chỉ có người chuyên môn người ta mới biết thôi. Thì chính vì vậy khi mấy anh chị xài đồ phong thủy, mấy anh chị phải tự kiểm nghiệm những cái đó. Vô tình cái vận thế của mình thay đổi, giờ nó làm cho mình tốt lên, có phải vậy không? Còn nếu như cái người đó có bản lĩnh thì người ta sẽ giúp cho mấy anh chị à thật sự thay đổi nha. Điều đó rất quan trọng. Ok không? Mình nói vậy mấy anh chị ok không? Đã mình giải thích cho mấy anh chị cặn kẽ. Đeo vô, cứ đeo vô đặng lên, ok mà. Còn những cái kiến thức về năng lượng này mình học phổ thông là đã người ta đã dạy rồi. Đỡ, tuổi Sửu sang năm đỡ. Đấy, mấy anh chị phải cân nhắc cái vấn đề này nha. Thì mấy anh chị hiểu, chứ không phải là cái vô tình đúng rồi mấy anh chị cái toán này tin sái cổ. Mấy anh chị nên nhớ nè, vạn sự vạn vật trong vũ trụ này nó đều có quy luật của nó. À đúng rồi, vạn sự vạn vật đều có quy luật. Anh làm đúng quy luật thì anh sẽ tốt. Anh làm sai quy luật anh sẽ xấu. Mặt vàng á 14.600.000 14.600.000 nha chị đang trang đoàn. Thì mấy anh chị làm đúng quy luật thì mấy anh chị mới tốt được. Mà quy luật chính là ông trời đó, phải không ạ? Thì mình làm đúng quy luật tức là mình làm thuận thiên đó, chứ mình làm nghịch nó không có được. Mấy anh chị hiểu không? Mình làm nghịch cũng đâu có được. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mấy anh chị muốn cải mệnh thì mấy anh chị phải làm đúng ông trời, chứ mấy anh chị không có làm sai được. Nhiều người nói đi cải mệnh là làm ngược ý trời, số đã vậy. Vậy là người đó chưa có hiểu cái gì hết. Số mạng của mình là kết quả sự tương tác
giữa cái năng lượng trong con người của mình với thiên địa nhân thần xung quanh mình. Thiên là thời điểm, mùa xuân nó khác, mùa hè nó khác, ở Bắc Cực nó khác, ở Nam Cực nó khác, ở với người này khác, ở với người kia khác, thờ vị thần này khác, thờ vị thần kia khác, đeo vật phẩm này khác, đeo vật phẩm kia khác. Đó là thiên địa nhân thần. Thiên là thời điểm, địa là nơi chốn, nhân là người. Thì tất cả những cái đó nó xung quanh mình, đúng không ạ? Bởi vậy mình phải hiểu cái chuyện đó. Tức nghĩa là mình muốn cải mệnh là phải làm theo quy luật, chứ mình không phải là mình làm trái quy luật, không phải là trái ông trời vậy đây. Và đó cũng chính là luật nhân quả. Cải mệnh cũng chính là nhân quả đó. Tại vì anh muốn có cái quả này, anh phải gieo cái nhân gì. Cái nhân là cái mạng của anh nó cần cái ngũ hành gì, em gieo cái nhân đó. Chứ nhân quả không phải là mình ở hiền là sẽ gặp lành là nhân quả. Đâu, cái nhân quả đâu phải nhỏ xíu như vậy được. Mọi sự mọi vật đều phải có nhân có quả. Kỷ Dậu hả? Kỷ Dậu thì ok, tháng 11 ok. Bởi vì mình phải hiểu cặn kẽ, đúng không? Và giải thích nó một cách logic và một cách rõ ràng. Chứ nó không có gì mà ảo hết. Vậy thì mấy anh chị mà có thắp nhang, mấy anh chị có cầu nguyện, thì mấy anh chị chỉ tác động một phần thôi, chứ không phải tất cả. Hồng Hải đeo một trong hai cái này, vòng vượng tài hoặc mặt vàng, được tặng tam phúc tinh em. Kỷ Mùi hả? Kỷ Mùi tháng 11 ok nha. Đấy, khi mình hiểu như vậy á thì nó sẽ ok cho mình hơn, và mình sẽ thấy mọi việc nó rất là rõ ràng, minh bạch, chứ nó không có cái gì mà ảo đấy hết. Và mình cũng đừng có nghĩ cả cải mệnh là một cái gì đó nó sâu xa, nó huyền bí, nó cái gì đó nó trên mây. Giáp Tý bình thường em nha, mình chị đừng có bị cho người ta làm cho huyền bí. Ất Hợi 6, canh ngộ ok. Bính Dần ok em. Vòng vườn tài 14.800.000, mặt vàng 14.600.000 nha. Hồng Hải ưu tiên 5 người thôi, mua con cá đó tặng ta hút tinh. Cơ bản đó là vật phẩm cơ bản của thời gian nha. Đó, thì bây giờ mình nói sơ cho mấy anh chị về cái tuổi tá, cũng như cái cải mệnh, cũng như là cái vai trò của cái vật phẩm phong thủy khi mấy anh chị đeo nha. Và những cái vật phẩm này là bằng tay khối óc của mình nghiên cứu sáng tạo ra. Nhâm Tuất hả? Nhâm Tuất tháng 11, tình yêu hôn nhân 6. Tình Mão tháng 11 ok. Em thì khuyến vòng treo xe ô tô. An Tài Bói đó em, 2.990.000. Quý Hợi nữ đeo gì hợp? Quý Hợi có ngày tháng năm sinh thì đeo vòng vương tài mặt vàng. Tâm tưởng sự thành. Hôm nay ai ngay bây giờ ai thỉnh tâm tưởng sự thành thì tặng cho mặt vàng hoặc là vượng tài, trời lớn luôn á. Còn nếu ai đăng ký lá số bưu tính 49.900.000 tặng bộ tâm tưởng sự thành 24.900.000 luôn. Ai đăng ký lá số bưu tính, lá số bưu tính là gì? Là dựa vào ngày tháng năm sinh của mấy anh chị, mình viết ra cái file Word gửi cho mấy anh chị biết về số mạng của mấy anh chị chọn đời. Lúc nào tốt, lúc nào xấu, hợp màu gì, hợp gì, hợp gì, hợp gì, kỹ gì. Đó.
Đi đâu mà vội mà bạn. Phần 2 của chương trình là mình sẽ nói bí quyết tài trắng đầu tư bất động sản. Mấy anh chị chia sẻ cho mình có động lực xem, mới có 133 chia sẻ vậy. Ít người khóa. Thầy nói rất chính xác à. Mình nói cho mấy anh chị nghe, những cái tuổi là đều có năm tháng ảnh hưởng tới mình hết. Chẳng qua là nó ảnh hưởng mức độ nào thì nó là tùy nha, chứ không phải là không ảnh hưởng. Còn cái chuyện mình không tin thì miễn bàn. Kỷ Mùi tháng 10 năm nay ở đâu ra vậy? Mình coi dương lịch tháng 11 Kỷ Mùi tốt. Nha. Không có liên quan tới cái chuyện mình tin hay không tin nha. Vậy mấy anh chị, cứ ngồi mấy anh chị suy nghĩ xem. Cuộc đời mình rõ ràng có lúc tốt, lúc xấu. Tại sao? Mình cứ suy nghĩ đi. Đúng không? Tại sao? Tại sao cuộc đời mình có lúc tốt lúc xấu? Tại sao mình cũng như vậy? Mình cũng ở cái nhà như vậy, chồng con mình như vậy. Nhưng tại sao có lúc mình làm ăn được, và tại sao có lúc là không? Mà mình nói cho mấy anh chị nghe, những người thành công, người ta cũng chắc chắn không biết tại sao thành công đâu. Còn những gì người ta nói là lúc mà mày thành công mày nói cái gì mà không đúng. Nhưng mà mấy anh chị phải đặt câu hỏi nè. Giống như bây giờ cái Elon Musk bây giờ trở thành người đầu tiên 300 tỷ đô, đúng không ạ? Là người ta sẽ ca ngợi, nào là siêu anh hùng, nào là làm việc một tuần 120 tiếng, rồi nào là nghiên cứu kỹ về vật lý. Xin thưa với mấy anh chị, ông đó không phải là người duy nhất làm cái chuyện đó. Ông không phải là người duy nhất làm tuần 120 tiếng. Ông cũng không phải là người duy nhất tạo ra xe điện. Ông chỉ là người thừa kế những kiến thức đó thôi. Ông đâu có chế ra cái gì. Vậy tại sao ông thành công? Mà những người làm giống vậy, thậm chí người ta làm còn hơn ông nhiều rồi, sao không thành công? Mình phải đặt cái câu hỏi vậy đó. Cũng giống như nhiều người nói là cái công thức thành công là phải kiên trì, phải cố gắng, phải không từ bỏ mục tiêu, ví dụ vậy. Vậy thì mấy anh chị phải hỏi nè, rất là nhiều người như vậy chứ bộ, phải không? Tại sao vẫn thất bại? Mình phải đặt cái câu hỏi ngược lại, cũng cái công thức đó mình áp cho người khác có thành công không? Không, người ta vẫn phá sản như thường. Vậy thì cái gì? Anh Thịnh, nếu vậy thì giảm cho anh 10% nha. Còn không thì anh lấy cái bộ vật phẩm đó anh tặng cho người khác. Đó, mấy anh chị phải đặt cái câu hỏi như vậy. Để mình chi? Để mình suy nghĩ. Để mình tìm ra được mình còn thiếu cái gì, cái mảnh ghép nào. Để mình ghép vô. Để mình làm cho nó thành. Và cái tư duy quan trọng. Giống như bây giờ nè, nhiều anh chị đó cứ hỏi thầy, hỏi mình, thầy ơi bây giờ đâu phải ai cũng có tiền giống thầy mà đi mua đất. Vậy làm sao không có tiền mua đất? Mình nói cho mấy anh chị nghe. Khi mà mấy anh chị suy nghĩ như thế á, là mấy anh chị tự động đóng lại cái con đường của mình. Mình kể cho mấy anh chị nghe một câu chuyện như thế này. Có hai đứa bạn thân, thì từ nhỏ tới lớn Tân Dậu tam tai xấu, từ nhỏ tới lớn sống trong cùng một cái xóm. Thì ngày nào tụi nó cũng tới một cái khu biệt thự tụi nó chơi, tại vì cái khu biệt thự thì mới có cái sân rộng để mà chơi. Thì hai đứa đó nhìn vô cái biệt thự
Một đứa thì nói là biết khi nào tao mới ở được trong cái biệt thự như vậy. Tức là nhìn những cái đứa đồng trang lứa với mình mà nhà nó giàu, nó ở trong biệt thự của mình nghèo. Thì cái đứa, một đứa nó đặt câu hỏi vậy đó. Biết bao giờ tao mới được giống những đứa đó ở trong cái biệt thự đó. Còn cái đứa còn lại nó đặt câu hỏi như thế này: làm sao để mua được cái biệt thự đó? Hai câu hỏi sẽ dẫn mình đến hai số phận khác nhau. Khi mà mình đặt cái câu hỏi đầu tiên, biết bao giờ mới ở được trong cái biệt thự đó, thì khả năng rất cao mình làm đầy tớ, mình mới ở được trong cái biệt thự đó. Đúng không? Tại vì khả năng mình không thể mua cái đó. Còn một cái đứa, làm sao để có thể mua được cái căn biệt thự đó, thì nó có hy vọng, nó có cách để nó mua. Ít nhất là nó có khả năng và nó có hy vọng hơn cái đứa kia. Vậy thì cái tư duy ở đây rất quan trọng. Vậy thì cái câu hỏi mình đặt ra là làm sao không có tiền mà vẫn đầu tư được bất động sản, thì mình sẽ bắt đầu lé ra nhiều ý tưởng. Và xin thưa với mấy anh chị phải hiểu một điều: mình không có tiền, mình mới đi kinh doanh để có tiền. Chứ còn nếu mình có tiền rồi, mình kinh doanh làm cái gì? Vậy thì xuất phát điểm của chúng ta đều không có tiền hoặc có tiền ít, thì mình mới muốn có tiền nhiều để mình đi kinh doanh chứ. Thì mình đi kinh doanh thì mới tiền ít mới tiền nhiều chứ. Chứ làm sao mà mình phải có tiền nhiều mới đi kinh doanh được, thấy không? Vậy điều đầu tiên hết đó là phải thay đổi tư duy. Quý Dậu sang năm đỡ hơn em. Đầu tiên hết là mình phải thay đổi tư duy trước. Đấy, điều đầu tiên hết mấy anh chị muốn đầu tư bất động sản là mình phải thay đổi tư duy. Mình kể cho mình một anh chị nghe một cái câu chuyện gần đây. Đấy, đó là ở trên Đồng Phú á, nó đang có cái khu công nghiệp của BKMS dự định sẽ xây dựng ở trên đó. Đồng Phú ở tỉnh Bình Phước á, thì có một cái anh bạn cỡ tuổi mình anh chị, là gần như là không có tiền. Mỗi sáng từ Bình Dương đi xe buýt đi lên Đồng Phú, sáng đi tối về, sáng đi tối về, sáng đi tối về, đi hơn một tháng trời, gần hai tháng trời, để tìm hiểu được cái thị trường ở trên đó, tìm hiểu cái cơ hội ở trên đó. Cứ đi xe buýt không có tiền nha, tối đi tối về, sáng đi tối về, sáng đi tối về. Rồi anh đó anh nắm bắt được cái thị trường đó, anh mới đem cái kiến thức đó đó, anh mới bắt đầu tìm cách để đi mua đất mà không có tiền mà. Thì mình lấy cái kiến thức của mình đó, mình đi chia sẻ lại với những người có tiền, và bắt đầu mình hùng vô, mình tìm cách mình quơ vào, mình hùng tiền vô, mình đi vay, mình đi mượn, đủ thứ chuyện. Đi làm ăn là đi vay là bình thường, còn ai nó không vay thì thôi đi chỗ khác, đừng có nói chuyện làm ăn ở đây. Bây giờ mình không có tiền, mình không đi vay thì mình lấy gì? Còn mình vay mà người ta không cho mình mượn á, mình phải nhìn lại con người của mình, thấy không? Mình phải nhìn lại con người của mình đi. Thì đó là một cách. Thì cái anh chàng đó đó mình gì về vay đứa em mấy trăm triệu đó không biết, thì cái miếng đất đó đó là người ta bán cho anh đó là 1 tỷ. Thì bây giờ ông vô, ông đem 300 triệu, ông vô ông đặt cọc trước nha mấy anh chị. Ông vô ông đặt cọc trước, thì ông đặt cọc cho người ta trong vòng 1 tháng. Thì quy luật nếu mấy anh chị đi mua mà tháng sau mà mấy anh chị không trả đủ thì mấy anh chị mất cọc, thì cái anh chàng đó có 1 tháng để bán lại để lướt cọc. Tại vì mình không có tiền mà, phải không? Mình không có tiền mà, mình chỉ có 300 triệu, thì trong vòng 1 tháng nó phải dồn sức đi bán ngược lại. Thì bán được 1.6 tỷ. Đi bán được 1.6 tỷ. Vậy thì từ 300 ban đầu, đúng không? Từ 300 ban đầu mình ăn chênh lệch mà, mình bán 1.6 tỷ thì mình lại được 600, 1 lời 2. Rồi cứ kiên trì như thế. Mà bây giờ chỉ hơn 1 năm nay thôi, cái người đó anh chị có cả 100 tỷ rồi anh chị.
ở đây là một cái câu chuyện kỳ tích. Dĩ nhiên nhiều người sẽ không làm được như vậy, nhưng ở đây mình muốn nói cho mấy anh chị nghe, đây là có cách để làm. Còn làm mà thành hay bại á, là do mình, chứ không có chuyện chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà có cách để làm, đó là cách thứ nhất nha, đó là cách thứ nhất. Đó là mấy anh chị phải kiên trì, phải tìm hiểu, phải am hiểu. Mấy anh chị nên nhớ nè, tiền trong xã hội này không bao giờ thiếu. Cái thiếu là mấy anh chị có cái gì để có thể hợp tác với người có tiền, chỉ vậy thôi. Chứ mấy anh chị đừng có bao giờ nghĩ à, tôi không có tiền tôi không làm cái gì. Không có tiền thì phải có ý chí, phải có thời gian, dùng thời gian của mình, dùng sức lực của mình, dùng ý chí của mình, dùng kiến thức của mình để mình đi đàm phán với thằng có tiền, để hai thằng hợp tác, một thằng bỏ công, một thằng bỏ của, đúng không? Còn mình không có tiền mình còn làm biến nữa thì biến đi, đúng không? Có rất là nhiều người nói với mình em không có tiền mà mấy người đó làm biến kinh khủng. Mình không có tiền mới dùng sức, phải làm ngày làm đêm, người ta mới tin tưởng mình, người ta bỏ tiền ra cho mình. Giống như mình bây giờ nè, bây giờ mình đang đi mua đất, mình có tiền, dĩ nhiên mình muốn cái chỗ nào đó sinh lời cao cho mình, đúng không? Thì mấy anh chị ví dụ ở đây, trong đây có những người có những cái kèo thơm, những cái cơ hội đầu tư, mấy anh chị kiếm mình cho số điện thoại đó, và làm sao mình không làm ăn với mấy anh chị được, nếu như mà mấy anh chị thực sự đem đến lợi ích cho mình. Còn đa phần là gì, toàn đến bán hàng cho mình thôi, tức nghĩa là muốn kiếm lợi ích từ mình thôi, thì mình không có cần. Mà bán ba cái hàng âm binh gì đâu không mà sao mà mua, thấy không? Mình đang có tiền nè, mấy anh chị có biết xài tiền không? Mình có thể mua miếng đất 10 tỷ, 20 tỷ là bình thường. Thì ví dụ mấy anh chị cò thôi, mấy anh chị được 200 triệu, 400 triệu là bình thường rồi. Thì từ đó mình tiếp tục mình làm. Và rõ ràng phải kiên trì, phải tính bằng năm. Chứ còn nhiều người mình cho số điện thoại xong nhắn vô à, thầy ơi, em bán lô đất này thì mua giùm đi. To ngày, tức là mình đi kiếm lợi ích từ người khác. No. Mình phải đem đến lợi ích cho người ta. Mình phải tự hỏi bản thân mình, mình có cái gì để người ta cần mình. Cái người có tiền người ta đâu có cần tiền của mình, phải không ạ? Người ta cần thời gian và sức lực của mình. Giả dụ như bây giờ em nào đó khởi nghiệp, bây giờ mấy em muốn thấy là bất động sản ok, thì bây giờ mình phải dấn thân vô, đúng không ạ? Mình cố gắng, mình kiên trì. Có nhiều người nói em không có nguồn hàng thầy ơi, mà làm biến mà nói làm gì. Bây giờ mình giả sử mấy anh chị nè, cái sự kiên trì nè. Giả dụ bây giờ mấy anh chị nhắm một cái khu, giả dụ như đó, bây giờ mình đang mua ở Dầu Tiếng, ở Trân Thành. Giả dụ như bây giờ mấy em, mấy chị, mấy anh nào ở đây mỗi ngày xách xe đi gõ cửa từng nhà một. Ở đây mình nói cho mấy anh chị nghe, đây là bí quyết làm giàu đó. Bởi vì phải mặc dày tâm đen. Mấy anh chị có biết Elon Musk đó, để được như bây giờ, mấy anh chị có biết ổng thực hiện bao nhiêu cuộc gọi vốn không? Tức là đi năn nỉ người khác đầu tư cho mình đó. Hả? Mấy anh chị có biết ổng dành thời gian, phần lớn thời gian của ổng là đi gọi vốn đó. Tức là đi kiếm mấy thằng khác, mày vô mày làm ăn với tao đi, tao có cái này nè. Tại vì cái hãng xe của ổng là tương lai mà. Thì dĩ nhiên ổng sẽ bị từ chối rất là nhiều. Mình phải vượt qua sự từ chối. Nếu mấy anh chị phải kiên trì. Đó, bên chị xách xe, cầm theo cuốn sổ, có số điện thoại. Cái vùng chân thành, ví dụ vậy. Hôm nay bên chị đi gõ cửa từng nhà một. Mình trao đổi lịch sự. Không, hỏi cô chú ở đây có muốn bán đất không? Hoặc là có muốn mua đất không? Ví dụ vậy. Mình sẽ ghi thông tin lại, mình lưu lại số điện thoại. Mình cho số điện thoại của người ta. Dĩ nhiên mình vô 10 nhà, có thể là 10 nhà ta đuổi mình đi. Mình tiếp tục đi nhà thứ 11. Vậy mình có làm được không? Mình ngồi ở không mình đòi có cái gì? Phải kiên trì chứ, đúng không? Phải dầm mưa dãi nắng chứ. Còn khi mà có khách điện cho mình, mưa gió hả, dẹp qua không? Mình phải kiên, mình phải luôn luôn nhiệt tình. Mình không có tiền thì mình phải có sự nhiệt tình. Mình có sự chân thành, chắc chắn người ta sẽ cần mình. Giống như mình bây giờ, mấy anh chị mà làm được như vậy, chắc chắn mình lên chợ mình kiếm đất, mình sẽ kiếm mấy anh chị. Chứ mình kiếm ai? Mình đâu có thời gian. Thì những thằng giàu khác nó cũng tương tự như vậy. Mấy anh chị chỉ cần có 5 thằng giống mình là mấy anh chị có hàng trăm tỷ để xài mà mấy anh chị không biết.
Và mấy anh chị chỉ cần giới thiệu được 5 người này mua đất 100 tỷ đó, tiền lời là 2% là 2 tỷ. Là mấy anh chị đã có vốn rồi. Nhưng mấy anh chị không biết. Tối ngày cứ nói tôi không có tiền, tôi không làm gì hết. Đó là mấy thằng làm biến. Nha. Đó mình chỉ cho mấy anh chị. Đến từng nhà, gõ cửa từng người. Mình ghi lại thông tin, mình để lại số điện thoại của mình. Thì dĩ nhiên, 1-2 tháng đầu, chả có ai để ý tới mình. Nhưng từ từ mình tích lũy. Nó giống như hòn tuyết lăn vậy. Và chỉ khi nào mấy anh chị đem đến lợi ích cho người ta, mấy anh chị tử tế, thì người ta sẽ nhớ tới mấy anh chị. Thì 6 tháng sau, 1 năm sau, 2 năm sau, mình sẽ có một đa ta khách hàng cực lớn, cả người mua lẫn người bán. Và mình có một cái kiến thức về thực địa cực lớn. Nói tới khu nào ở cái chỗ đó của mình là mình biết ba câu dùng cổ. Chỗ này anh mua được nha. Đấy, trong vòng 3 tháng anh có khả năng lời 10%, 20%. À cái chỗ này ông chủ này em thấy nó không có được đâu. Hoặc là ở cái chỗ này ông chủ này ông dễ nè, anh có thể thương lượng được giá nè. Nếu mấy anh chị cung cấp được những cái thông tin đó, thì những người đầu tư như mình người ta sẽ rất là khoái mấy anh chị. Người ta cho mấy anh chị vài trăm triệu là bình thường. Chứ đừng có nói chứ vài triệu hay vài chục triệu. Nhưng mà mình thấy đa phần là làm biến. Muốn chút xíu là muốn có tiền. Rồi chưa hết. Nào là gì đó. Ăn chênh lệch. Chủ bán tỷ, giờ bán tỷ mốt. Ok, cái trò đó mấy anh chị có thể thắng được 1-2 lần thôi. Nhưng mấy anh chị nè, mấy anh chị đầu mấy anh chị có sạn, đầu những thằng như mình cũng có sạn. Phải không? Mấy ok mấy anh chị có thể lừa được 1 lần thôi. Lần 2 người ta không bao giờ nhớ tới mấy anh chị nữa đâu. Tại vì người ta biết chứ. Không ai ngu đâu mấy anh chị. Bởi vì mình đừng có dùng trí để thắng trí. Mình phải dùng đức để thắng được trí. Mà bất động sản là những người đi mua là người ta có tiền tỷ. Mấy anh chị có thể có cái mối quan hệ cả ngàn tỷ. Nếu như mấy anh chị làm như mình chị, mấy anh chị sẽ cực kỳ đàng hoàng thì người ta sẽ ghé mấy anh chị. Mấy tưởng tượng 1.000 tỷ đó, 2% là bao nhiêu? 20 tỷ. Vẫn chơi hoài. Mấy anh chị không hiểu được sức mạnh của uy tín, sức mạnh của sự nhiệt tình, sức mạnh của chữ lợi. Mình nhìn cái nhỏ quá thì mình sẽ không nhìn được cái lớn. Tại một thời điểm cái não mình chỉ suy nghĩ được một thứ thôi. Mình tập trung vô cái chuyện muốn ăn ngắn, không bao giờ mình thấy được cái bức tranh rộng. Rồi chưa kể người ta tin mấy anh chị thì người ta sẽ giao mấy anh chị ra hàng giùm người ta. Thì mình lại tiếp tục có cái vòng thứ hai. Ví dụ tổng cái nhà đầu tư đó tiềm năng 1.000 tỷ, mà vòng 2 nó thành 2.000 tỷ. Đó, chỉ cần mình tử tế đàng hoàng, mình chịu khó, mình nhiệt tình, mình có khả năng kiếm tiền tỷ như chơi. Mấy anh chị làm cái gì khác có? Nói mình nghe thử xem. Mấy anh chị làm cái nghề gì có thể có được cái tiềm năng như vậy? Dùng sức lực, dùng trí tuệ, dùng sự kiên trì, cần mẫn của mình và dùng sự tử tế của mình thì mới được. Thì mấy anh chị sẽ có cả một gia tài. Chứ không phải mình vô mình cứ ngồi mình suy nghĩ ba cái chuyện quá nhỏ. Mình làm biến quá. Mình dắt có 5 người khách ta đi coi 10 miếng đất, 20 miếng đất, người ta không coi cái thôi là nản. Mình nghèo. Đó, mình không có tiền mà. Đó. Và cái cách thứ ba. Trên thế giới này, từ Mỹ sang Âu, từ Đông sang Tây, tới châu Á, xin thưa với mấy anh chị, đỉnh cao của sự làm giàu đó là phải biết sử dụng đòn bẩy tài chính. Mình phải biết sử dụng đòn bẩy tài chính. Còn nếu mấy anh chị không biết sử dụng đòn bẩy tài chính, đừng có mơ mà giàu. Mình mua một miếng đất, ok 1 tỷ, thì mình để đó, mình có thể lời năm sau mình có thể lời tỷ 3, tỷ 4, ví dụ vậy. Cũng có thể may mắn lời gấp đôi, gấp 3. Nhưng mà nó chỉ ở mức bình thường thôi. Trần Thị Kim Loan mặt vàng hả? 14.600 em. Mua bây giờ được tăng Tam Phúc Tinh. Thì đòn bẩy tài chính là sao anh chị? Ví dụ như anh chị có 300 triệu,
mấy anh chị đi mua miếng đất 1 tỷ thì ngân hàng mới có thể cho mấy anh chị vay 700. Vậy thì mình có 3 năm mà mình bẫy được tài sản 1 tỷ, tức là gấp 3 lần. Có phải khác không? Thì giả dụ như 1 năm sau miếng đất nó thành 1 tỷ 3, vậy thì 1 lời 1 rồi. Tại vì mình bỏ ra có 300 mà, mình trừ cái lãi ngân hàng nữa thì có thể đâu đó mình lời khoảng 250, thì cũng gần 100%. Còn nếu mấy anh chị không có 7, mấy anh chị có 1 tỷ, mấy anh chị bỏ vô 1 tỷ lời 300 thì lời được 30%. Ở nhiều người sẽ nói là đi vay ngân hàng là rủi ro. Mấy anh chị, đi làm ăn không rủi ro thì đâu có chuyện chắc ăn này. À, vấn đề là mình quản trị được cái rủi ro đó hay không. Và mấy anh chị phải hiểu rồi, mình phải hiểu được mình đang làm cái gì rất là quan trọng. Có nhiều người nói là anh đi mua giấy, anh đi mua đất đai, anh đừng mua giấy tay. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà ví dụ như mấy anh chị muốn mua đất đai, đất bằng giấy tờ tay, mấy anh chị ý thức được cái rủi ro của nó, mấy anh chị chấp nhận thì mấy anh chị cứ mua, phải không? Chứ còn giờ đó, tôi đi mua đất tôi phải chắc ăn, tôi phải có sổ, thì cái đó là một. Nhưng mà giả dụ như trường hợp người ta bán đất bằng giấy sổ tờ tay, mà người đó là người nhà của mình cảm thấy cái rủi ro đó mình chấp nhận được, mình tin tưởng được, mình làm. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Cái điều quan trọng ở đây là mấy anh chị ý thức được mình đang làm cái gì mới là quan trọng. Mình ý thức được mình làm cái gì mới là quan trọng. Đi vay không có tốt hay xấu, mà mình đi vay mình hiểu được cái rủi ro của cái chuyện đi vay, và cái lợi nhuận của cái chuyện đi vay, và mình cảm thấy mình chấp nhận được cái chuyện đi vay thì mình làm. Chứ mình đừng có nghĩ là đi vay là sai. Không, quan trọng là ý thức của mình, mình chấp nhận. Còn đi làm ăn chắc chắn là luôn có rủi ro. Mấy anh chị không làm gì hết nó cũng rủi ro vậy. Đâu, bây giờ mình bạn dẹp qua cái chuyện đó một bên nha. Mấy anh chị đi làm mà mấy anh chị cảm thấy mình chấp nhận rủi ro thì mình làm. Thì đòn bẩy tài chính là vậy. Đó là một cái đòn bẩy thôi. Còn một cái loại đòn bẩy khác cao cấp hơn rất nhiều. Mấy anh chị biết, phần lớn những cái người mà làm dự án bất động sản, nhiều người cứ nghĩ là nó công bố lên đây là dự án 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, 20.000 tỷ, 1 tỷ đô la gì tùm lum. Và nhiều người sẽ nghĩ ở trong đầu là phải có bao nhiêu đó tiền mới làm được. No. À, đa phần nó chỉ có 10% ở trong đó thôi. Nào có nhiều phần trăm là nhiều. Đa phần nó chỉ có 3% thôi. Cho mấy anh chị biết. Mấy anh chị có 30 tỷ, mấy anh chị có thể 7 1.000 tỷ. Gấp 30 lần. Thì giả sử như cái dự án đó nó lời mình cho bèo 10% thôi. Vậy thì dự án 1.000 tỷ thì nó lời 300 tỷ. À 100 tỷ, 10%. Mình bỏ ra 30 tỷ. Mình lời được 100 tỷ. Gấp 3 lần chưa? Nhưng nếu mà mình bẫy được 1.000 tỷ mà lợi nhuận nó ra 30% thì chuyện gì sẽ ra? Lời 300 tỷ. 30 tỷ mà lời 300 tỷ. Lời gấp 10 lần. Mấy anh chị đâu thể nào đi kinh doanh đất bình thường mà có thể có gì được. Đó là lý do tại sao mấy anh chị thấy những cái thằng giàu nó đâu có đi làm giống như mình, rồi đi mua đất rồi bán đất, rồi mua đất rồi bán đất đâu. Nó sử dụng tài chính nha. Mấy anh chị phải hiểu, đỉnh cao là phải sử dụng tài chính trong lĩnh vực bất động sản. Và khi mà mấy anh chị dùng đòn bẩy tài chính bằng bất động sản thì cái tỷ lệ rủi ro nó thấp hơn rất nhiều. Tại vì mình có bất động sản để thế chấp, và cái giá bất động sản thường và xác suất cao là nó liên tục tăng. Có những lúc nó giảm, nhưng mà cái xác suất mà nó giảm là thấp, còn theo thời gian là nó tăng. Vậy thì mình quản trị được cái rủi ro đó thì mình làm. Còn ví dụ mấy anh chị dùng đòn bẩy, tại sao mà mấy những người dùng đòn bẩy trong giao dịch vàng, giao dịch chứng khoán chết? Tại vì cái giá của nó không ổn định. Cái giá của nó có thể lên rất mạnh, cũng có thể xuống rất mạnh, chả có ai biết hết. Và dĩ nhiên mình không thể nào lúc nào cũng đoán đúng được hết. Đến mình lúc mình đoán sai mình dùng đòn bẩy nó thì nó gãy đòn bẩy là mình chết chắc. Nhưng bất động sản thì khác. Bất động sản theo thời gian cái giá rất ổn định. Chính vì vậy khi mình sử dụng đòn bẩy tài chính trong bất động sản thì cái hệ số an toàn rất cao. Và mình chỉ có thể giàu lên. Nó từ tay không có thể bắt giặc được. Còn cái vấn đề đây, mình sử dụng đòn bẩy như thế nào, đó là phụ thuộc vô mình. Cái hiểu biết của mình tới đâu,
để mình làm. Còn mình chia sẻ với mấy anh chị là những cái cách thức, những cái gợi ý để mấy anh chị có thể làm. Và hiện tại bây giờ người giàu là không có ai mà đi làm cái dự án nào mà ta bỏ 100% vậy hết nha. Và bình thường người ta chỉ có 3%, 5% thôi của cái dự án đó thôi. Mấy anh chị nên nhớ cái câu nói đó của mình, là người ta chơi rồi nào. Còn cách thức ta làm sao thì mấy anh chị tiếp tự nghiên cứu đi. Mình gợi ý cho mấy anh chị như vậy để mấy anh chị có tư duy mở ra, giúp cho mấy anh chị khai phá, để mấy anh chị có thể hiểu được nha. Đó là đỉnh cao của làm giàu, đó là trò chơi về tài chính. Và trò chơi về đòn bẩy tài chính trong lĩnh vực bất động sản thì cái rủi ro nó thấp hơn rất nhiều so với cái đòn bẩy tài chính trong trong chứng khoán, trong vàng, trong giao dịch ba cái âm binh kia. Mấy cái âm binh kia mấy anh chị, mình đã 20 năm rồi, từ năm 2000-2001 tới giờ rồi, không? Thì mấy cái đòn bẩy tài chính đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đòn bẩy tài chính trong bất động sản thì có thể quản lý được, tại vì cái giá bất động sản nó tương đối ổn. Huống chi bây giờ cái vận thế nó khác, cái đại cuộc nó khác à, thì mình chấp nhận. Và mình nói cho mấy anh chị nghe, nhiều người sẽ mấy đứa sẽ sợ mạo hiểm. Mình nói cho mấy anh chị nghe, Elon Musk, mấy anh chị nghĩ có mạo hiểm không? Mấy anh chị có biết Elon Musk không? Nhiều người sẽ sợ đi đầu tư rủi ro. Mấy anh chị phải hiểu nè, mình quản trị rủi ro. Ví dụ bản thân mình đây nha, mình có 100 tỷ thì bây giờ mình đem 20 tỷ mình đi mua đất, đúng không ạ? Mình đem mua đất để lo cho vợ con. Còn 80 tỷ còn lại á là đi đầu tư mạo hiểm. Mạo hiểm chứ không có liều mạng, đúng không ạ? Thì nếu như mà theo như cái công thức mà nhân 80 tỷ này bảy một dự án dài trăm tỷ là bình thường. Thì nếu thành công thì mình sẽ có thêm vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ. Còn nếu như thất bại cùng lắm mất 80 tỷ nữa. Mà mua đất thì làm sao mà mất hết 80 tỷ được, rồi cho gì mất đi, đúng không? Thì mình vẫn còn 20 tỷ mua đất kia, mình về mình về già mình sống. Anh chị hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là mình chấp nhận rủi ro một phần. Chứ mấy anh chị đừng có sợ rủi ro. Chứ anh chị sợ rủi ro là không bao giờ có lợi nhuận. Thì đây là cách mình làm. Chứ mình đâu có sợ gì nữa đâu. Cứ thế mà làm thôi. Được ăn cả ngã gì không? Bởi vậy mình mới nói với mấy anh chị là quan trọng là mình nhận thức được mình đang làm cái gì. Chứ mấy anh chị đừng có tin vào những cái bài học sáo rỗng kia. Những cái tụi kia nó nói ba cái chuyện đó, bản thân nó không có tiền. Giống như nó dạy mấy anh chị đi mua đất. Mình nói thiệt với anh chị, mấy nó cầm được bao nhiêu tiền đi mua đất, nó dạy mấy anh chị kinh nghiệm thực tế. Nó toàn nghe cái kênh này, nó nói kênh kia là ui tùm lum đó. Nó không có thực tế à. Và đa phần tụi nó là gì? Tư vấn là tụi nó là gì? Chết nhát. Tụi nó nói mình đi mua phải có sổ. Ba cái chuyện đó nó làm gì? Quan trọng nhất là mấy anh chị phải nhận thức được mình đang làm cái gì. Cũng giống như nhiều người khuyên là bây giờ bất động sản bong bóng rồi, không nên đi lướt cọc. Lướt cọc là nguy hiểm. Tào lao. Tại sao? Ủa bây giờ tao chỉ có 100 triệu thôi, bây giờ tao làm gì bây giờ? Tao không lướt cọc chứ sao? Vậy thì vấn đề của mình là làm sao lướt cọc cho giỏi. Và mình ý thức được tao có thể mất 100 triệu. 100 triệu thì chịu nổi không? Chịu nổi hay làm? Chứ còn bây giờ làm sao mà chắc ăn? Không bao giờ có chuyện chắc ăn. Mấy anh chị nên nhớ một cái chuyện đó. Không có cái chuyện chắc ăn. Mình phải nhận thức được cái rủi ro. Mình chấp nhận cái rủi ro đó mình chơi thôi. Mấy anh chị cứ đi hỏi mấy ông tỷ phú gắt coi. Bất cứ cái ông nào làm dự án lớn xem, nó có ăn no ngủ yên được không? Chắc chắn là không à. Tại vì lúc nào tụi nó cũng sử dụng quá sức hết á. Mấy anh chị làm gì có ai có sẵn mấy chục ngàn tỷ, thấy không? Toàn là sử dụng đòn bẩy hết. Chứ đâu ra, tức là thiên hạ này đều chơi quá tay. Và như vậy mới giàu. Bởi vì nợ càng nhiều là mới càng giàu. Mấy anh chị cứ để cái ông giàu nhất Việt Nam mình mắc nợ nhiều nhất. Cái người giàu nhất thì mắc nợ nhiều nhất.
Vậy giả sử như ông thất bại thì có gì đâu, đất thế chấp ông vẫn giàu xu. Đỉnh cao trong đầu tư bất động sản đó là sử dụng đòn bẩy tài chính, trò chơi tài chính trong lĩnh vực bất động sản, chứ không phải là mua đi bán lại đầu cơ luôn. Tụi nó cũng đầu cơ mà dạng cao cấp hơn rất nhiều, sử dụng đòn bẩy cả chục lần, 20 lần, lợi nhuận khủng khiếp cả nào. Ok, mình nói vậy mấy anh chị cảm thấy ok không? Mấy anh chị cảm thấy ok, mấy anh chị cho ý kiến đi. Giờ nãy giờ nghe không thấy ai phản hồi gì hết. Mình nói vậy mấy anh chị thấy có hữu ích không? Có ai mua gì nữa không? Nãy giờ nhiều người hỏi lắm mà, có ai mua gì không? Ok, hy vọng là những cái chia sẻ của mình á, hay về những chia sẻ của mình giúp cho mấy anh chị lịch phong thủy 2 triệu, giúp cho mấy anh chị có thêm động lực, giúp cho mấy anh chị có thêm động lực để mà mấy anh chị quyết tâm làm giàu mạnh mẽ hơn, mình truyền lửa cho mấy anh chị. Bản thân mình bây giờ cũng vậy mấy anh chị. Có thể một ngày đó mấy anh chị sẽ thấy mình thất bại, nhưng mà đâu có sao đâu, mình đã chừa đường lui cho mình rồi. Bởi vậy mấy anh chị Hãy dám bước lên nha. Hãy dám bước lên, hãy mạnh mẽ, hãy tự tin bước lên. Quan đề là mình hiểu được mình đang làm gì là được. Không, rủi ro là gì mình chấp nhận được không, mình chấp nhận được thì chơi. Và cái ông giàu nhất thế giới này, ông đã nói lao động cần mẫn. Sao quê vòng vận tài 14.800 nha, 14.888.000 tặng Tam Phúc Tinh ngay bây giờ. Mấy anh chị hãy chuyển khoản để tôi có thêm động lực, tôi nói chuyện cho nó mạnh coi. Cái mà đòn bẩy tài chính đó mình chị, đó là tụi Mỹ nó xài đó giờ, và nhờ vậy mà nước Mỹ nó giàu nha. Đòn bẩy tài chính là mấy anh chị nên nhớ, mấy nước giàu trên thế giới này nó đòn là chơi trò chơi tài chính thôi, huy động vốn, mượn vốn, cho vay, bán trái phiếu, ui, tùm lum, toàn là những cái hành vi tài chính nó mới giàu. Chứ nó sử dụng đòn bẩy mà, lực nó có một, nó có thể bẩy lên 100 lần mà, làm sao mà nó không giàu. Mấy anh chị phải hiểu cái vấn đề đó đó, đó thì mấy anh chị mới giàu được. Người giàu là người phải giỏi về tài chính, phải giỏi trò chơi tài chính nha, chứ không phải ahu hay là quyết tâm gì đó là xong mà làm được. Phải cực kỳ thông minh về tài chính, bởi vì thông minh tài chính rất quan trọng. Nước giàu nó làm vậy không? Singapore mấy anh chị tưởng tượng, cái Singapore nó có chút xíu à, dân của nó không sẽ nào so với nước mình được, tài nguyên thiên nhiên không thể nào so. Tại sao nó giàu mấy anh chị? Nó kinh doanh tài chính không, nó mới giàu nhờ sử dụng đòn bẩy. Chứ nước nó sản xuất được gì, có chút xíu à, diện tích nó nhỏ, thành phố Hồ Chí Minh nhiều, nó làm được cái gì? Nhưng mà nó sử dụng đòn bẩy. Bởi vì ông Archimedes nói đó, cho ông một điểm tựa, ông bẩy luôn trái đất này luôn. Mình chỉ phải thấy được cái đòn bẩy nó kinh khủng lắm. Còn nếu mình bẩy không nổi, mình gãy thì ok, mình chấp nhận bảo hiểm, đúng không? Gãy thì chung bao nhiêu đó rồi, có bắt quá thì làm lại từ đầu. Tại vì
mình bị mất đâu mất gì đâu, đúng không? Bắt qua mình mất ít tiền vậy thôi, nhưng mà mình học được rất nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà nó thành đi, chà ngon à, đúng không anh chị? Không biết mấy anh chị như thế nào, chứ mình thì thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. À, trong đời mình ít nhất cũng phải thành triệu phú một cái, đúng không ạ? Rồi sau đó phá sản cũng sao, đó là cái suy nghĩ của mình. Rồi bây giờ ít nhất cũng lên tỷ phú một cái, rồi sau đó mắc nợ phá sản cũng được cũng sao đó. Mình chấp nhận mà. Mình nhiều người sợ cái chữ phá sản đó không, bởi vì mình nói với mình gì nhiều lần, bên kia nỗi sợ chính là hạnh phúc. Cái chữ sợ đó nó giết mấy anh chị nhiều lắm. Mình vượt qua được nỗi sợ, bên kia nỗi sợ chính là hạnh phúc của mình đó, phải không? Bây giờ mình không còn sợ phá sản nữa, nếu mà hạnh phúc quá còn gì nữa, thì cứ thế mà làm thôi, đúng không? Thất bại làm lại, thất bại làm lại. Đó, cuộc đời mình là vậy mà, phải quản trị rủi ro là vậy. Tức là không sợ thất bại nữa, không sợ phá sản, phá sản là làm lại. Phá sản nhanh thì mình mới giàu nhanh chứ. Nhiều người ở Việt Nam mình, cái văn hóa Việt Nam mình là gì? Sợ rủi ro, sợ hai từ phá sản. Còn mấy người Mỹ nó không có vậy đâu anh chị. Phá sản làm lại. Văn hóa bên Mỹ nó khác, bởi vậy tụi nó mới dám làm. Mà tụi nó phá sản sớm tụi nó còn mừng nữa. Làm lại. Bởi vậy mình, tại sao mình nói sai nhanh giàu nhanh, làm shop tốt sớm, đúng không? Ngay bây giờ mình làm, mình có sai mình sửa liền, mình ngồi mình suy nghĩ mình đợi, đợi đủ hết mà làm. Khi nào mới đủ? Không bao giờ là đủ. Đủ hết mới làm. Chừng nào đủ? Không bao giờ có. Mà mình nói cho mấy anh chị nghe, thời vận của nước Việt Nam mình là bây giờ đó. Nước Việt Nam mình sẽ trở thành một đại công trường đó, cho mấy anh chị biết. Một đại công trường đó. Nước Việt Nam mình bây giờ sẽ là một đại công trường, xây chỗ này sửa chỗ kia, nâng cấp chỗ nọ. Mấy anh chị cứ theo dõi đi, mấy anh chị thấy. Thì đây là cơ hội rồi, vận mệnh nước mình sẽ đổi mình, là thực sự sẽ biến thành con rồng. Vậy thì mấy anh chị đây cũng sẽ là những con rồng. Nào, trong chúng ta đây sẽ có những người là con rồng. Và dĩ nhiên cũng sẽ có những người thất bại. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mình không may mắn thì ok, đúng không? Rồi nếu mình biết xài thêm phong thủy nữa, mệnh lý nữa, thì mình nâng cái khả năng của mình lên. Và mình không sợ thất bại rồi. Người bình thường á, người ta sợ mất hơn là muốn được. Sợ mất hơn là muốn được. Có nghĩa là chơi an toàn chứ không phải là chơi để chiến thắng. Nhưng mà cái tư duy đúng là play to win, chơi là phải thắng, không thắng là chung. Mà đã chơi là phải thắng thì cái đó nó mới dám giúp cho mấy anh chị. Và mấy anh chị nên nhớ cái câu nói kinh điển mà mình thấy nó đúng: trường kỳ kháng chiến, thắng lợi sẽ về ta. Cái câu nói là câu nói kinh điển và chắc chắn là đúng. Trường kỳ kháng chiến, thắng lợi nhất định sẽ về ta. Tại sao anh chị? Quan trọng là ai sống lâu, vận thế nó sẽ thay đổi. Mình có lúc mình xấu, cũng có sẽ lúc mình tốt. Lúc xấu mà mình không chết, gọi là gặp quả mà không chết thì sẽ có phúc, là vậy đó. Giống như Từ Mỹ vậy đó. Từ Mỹ đâu có đâu lại không minh, nhưng mà không minh nhiều lần xuất sơn, nhiều lần đi quýnh Từ Mỹ nhưng mà thắng không nổi. Từ Mỹ vẫn còn sống, đúng không? Vậy là không minh chết trước. Thời tế thay đổi liền, đối thủ mình nó chết rồi thì mình tự nhiên mình thắng thôi, mình đâu cần quýnh đâu. Bởi vì Bác Hồ nói đó, trường kỳ kháng chiến, thắng lợi sẽ về ta, là đúng, đúng không? Mình đánh với người ta, ờ mày vô mày chiếm nước ta, tao quýnh mày, quýnh hoài thì sẽ có lúc vận hạn nó sẽ về tao, phải không? Mấy anh chị phải hiểu, vật cực tất phản, ưu chỉ bi phạm,
phàm vạn sự vạn vật trong vũ trụ này, cái gì vậy, nó liệu có thịnh mà có suy. Mình phải hiểu được cái quy luật đó. Nếu như bây giờ mình đang xấu thì mình phải mừng đi, tại vì nó phải tốt thôi. Đó là quy luật cuộc đời. Đó, mình chỉ phải hiểu chuyện đó. Hiện nay mình còn đang nghèo, mình đang mắc nợ, mình phải mừng đi, tại vì nó đã xấu vậy rồi, không thể nào xấu hơn nữa, thì nó phải phản lại, tức là nó phải tốt lên. Bây giờ mấy anh chị không có tiền là mấy anh chị phải mừng đi chứ. Đó là cơ hội để mấy anh chị đổi đời rồi, còn gì nữa. Tại vì đâu thể nào xấu hơn được nữa. Và bây giờ mấy anh chị làm, mấy anh chị làm bắt qua cũng là tay trắng thôi. Dĩ nhiên đừng đi làm ba chuyện phạm pháp, đúng không? Cùng lắm mình cũng là tay trắng thôi. Mình làm một cái chuyện mà nó không thể xấu hơn, tại sao mình không làm? Thấy không? Bắt qua vẫn là ăn mưa quẹt thôi. Bây giờ những anh chị nào đang mắc nợ mình phải mừng đi, đừng có buồn, tại vì mình đang te tu rồi, mình không thể nào te tu được nữa, vận hạn của mình nó tới rồi. Giờ gặp thời gian truyền lửa cho nữa thì mấy anh chị may mắn rồi. Được rồi. Đấy, thì mình chia sẻ với mấy anh chị như vậy, hy vọng là nó sẽ giúp cho mấy anh chị có thêm góc nhìn mới nha, để mà mình có thể phát tài làm giàu. Vận hội của mình nước tới rồi, dừng nước to tới rồi. Mấy anh chị, mình nói vậy mấy anh chị có gì thắc mắc không? Mấy anh chị có gì thắc mắc về cái vấn đề này, mấy anh chị đặt câu hỏi đi. Để mình giải đáp thắc mắc cho mấy anh chị.
không có câu hỏi hả bên gì, không ai có câu hỏi gì hết tao. Hello. Hiện tại bây giờ là mình đang có khuyến mãi đặc biệt nè, vòng vượng tài 14.888.000 mặt vàng, 14.600 tặng tặng tăng tin 9.090.000. Ai mua tâm tưởng siêu thành thì tặng vòng vượng tài hoặc mặt vàng. Ai đăng ký lá số vô tính tặng bộ tâm tưởng siêu thành. Ok. Ok anh Thịnh chọn. Bên gì ngày qua nó bên gì mình có khách ở một khách đó là ở Bình Phước anh chị, ở trên Bù Đăng, ở trên Bù Đăng Bình Phước đó. Thì giá đất ở trên đó bây giờ nó cũng tăng kinh khủng. Giá đất ở trên đó bây giờ nó tăng kinh khủng khiếp. Cho Lê Văn góp được em, cọc 3 triệu đi để giữ khuyến mãi rồi góp đủ thời giao hàng nha Lê Văn. Trên Bù Đăng đó mình chị giá nó cũng cao lắm. Ở đâu giờ nó cũng giá nó cũng cao và nó cũng có cơ hội. Và ở trên Bình Phước đó mấy anh chị, cái tốc độ mà xây dựng của nó nhanh kinh khủng khiếp luôn. Ở trên Bình Phước đó, tức là tốc độ đô thị hóa rất là nhanh. Đô thị hóa có nghĩa là giá đất nó sẽ tăng đó. Còn một khách nữa là ở ngoài Bắc Vân Phong luôn. Mấy anh chị có nghe Bắc Vân Phong không? À, một trong ba đặc khu kinh tế đó. Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Bắc Vân Phong là ở ngoài Khánh Hòa. Thì mình nói với mấy anh chị đó, cái vận này là vận số 9 nó tấp tới rồi. Số 9 thì Nam Bắc là tốt. Thì cái chỗ nào mà ở phía Bắc hoặc có chữ Bắc là chỗ đó tốt anh chị. Thì cái Bắc Vân Phong bây giờ là nó chưa có lên được đặc khu về mặt thủ tục. Nhưng mà ở đó nó cái vị trí địa lý có những cái thứ rất là thuận lợi. Bãi biển đẹp rồi, không có bị bão rồi, hoang sơ rồi. Nói chung là rất là nhiều thứ mà được chọn lựa để mà có thể lên cái đặc khu. Đúng không? Thì đó là một cái vị trí địa lý không thể bon muốn bon hả? Tâm tưởng siêu thành 24.900 mặt vàng, tặng cho mặt vàng là ngon. Thì theo cái góc nhìn của mình đó mấy anh chị, theo cái góc nhìn của mình đó, thì bây giờ là thiên hạ đang đổ dồn Phú Quốc, đổ dồn về Thanh Hóa, đổ dồn về Bắc Giang, Bắc Ninh, đổ dồn về Vũng Tàu. Nhưng mà mấy anh chị tưởng tượng là đến khi mà hết rồi thì sao, đúng không ạ? Đó là đầu tư vô đó hết xong rồi thì như thế nào, phải tới cái chỗ khác đúng không? Mà cái chỗ khác thì cái vị trí địa lý của thằng Bắc Vân Phong đó thì đâu có chỗ nào khác có được. Bởi vì cái tiềm năng ở chỗ đó rất là lớn. Mình thấy cái tiềm năng ở chỗ đó kinh khủng, Bắc Vân Phong. Và cái khách của mình nghe qua cũng là Bắc Phong vô, người ta kể cho mình nghe những cái lợi thế địa lý. Mấy nay mấy anh chị đọc báo, mấy anh chị thấy là Quốc hội đang họp bàn gói kích thích kinh tế rồi này nọ kia rồi. Rồi thủ tướng mấy anh chị thấy không, thủ tướng đi qua bên châu Âu á, Anh, Pháp rồi người ta đón tiếp và ký kết hợp đồng quá trời luôn. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy cái vị thế của nước mình đó. Nha mấy anh chị, vị thế của nước mình đó, nó ghê lắm.
Mình nói với anh chị nghe, 5 năm nữa là mấy anh chị không có tưởng tượng nổi nước mình nó như thế nào đâu, nó kinh khủng lắm á. Nha, nó kinh khủng lắm. Nước mình bây giờ nó trở thành một đại công trường rồi đó. Và bây giờ nước mình là làm thiệt chứ không phải là làm chơi. Nước mình là làm thiệt chứ không phải nói trên giấy nữa đâu. À, mấy anh chị cứ nhìn đi, mấy anh chị nhìn những công trình đường điện trần trạm gì đó, những cái nhìn đường cao tốc rồi đó. Không có nói chơi đâu, làm thiệt đó. Rồi giờ nước mình có nguồn lực để làm, đúng không, chứ không phải là thiếu nguồn lực gì hết, huy động nguồn lực để làm và phải làm thôi mấy anh chị. Đây là vận hội nó tới rồi, phải làm thôi. Thì vận hội thì nó có cái khách quan, nó có cái chủ quan, đúng không? Bởi vậy á mấy anh chị nào cố gắng, thấy không, kiếm kiếm cho mình được miếng đất. Mình ít tiền thì mình đi kiếm cái miếng nào đó xa xa xíu, ít nhất cũng có được vài trăm mét vuông, đúng không, rồi để đó. Rồi nếu mình liều liều xíu vay ngân hàng chút chút, mình nhát quá thì mình vay chút chút thôi, thấy không, mua đất để đó, lãi ngân hàng hết rồi giá đất nó lên. Bây giờ mình đi, mình nói cho chị nghe là mình đi tới tới Phú Riền, mình đi tới Bình Long, mình đi tới gần tới cái biên giới Campuchia luôn rồi, giá đất nó vẫn tăng hết, chứ không phải là vùng sâu vùng xa giá đất không tăng đâu nha. Đừng có nghĩ như vậy là sai lầm á. Có nghĩa là bây giờ mấy anh chị mua đất ở Âu nó cũng tăng, thậm chí bây giờ mấy anh chị biết lên tới đất nông đất lắc cái gì tuốt ở trên xa trên kia, giá đất nó vẫn tăng. Ý là ở đây là mấy anh chị mua đất cái chỗ nào đó, nó cũng sẽ tăng. Chứ mà đừng có nghĩ là ở đây xa xôi không có đâu. Mình lúc đầu mình cũng nghĩ mấy chỗ xa xa chắc giá rẻ, không có đâu. Mấy anh chị đi lên đó đây, vậy mấy anh chị biết bây giờ không có đất đâu rẻ. Không có đất đâu rẻ. Bây giờ nếu mà mấy anh chị có tiền á, mấy anh chị có mảnh vườn mảnh rau gì đó, mấy anh chị mua đất, mấy anh chị cứ đãi đi. Dĩ nhiên miếng đất đó mà có thể canh tác được cái gì nữa thì ngon. Mình mua miếng đất mình có được cũng 3 mẫu cao su, vậy anh cũng đang để cạo cao mũ lấy tiền. Đất cao su cạo mũ lấy tiền. Trời, từ từ nó lên thôi. Bây giờ chuẩn bị kết thúc live stream thì mình sẽ có một món quà nữa. Là bây giờ anh chị nào mua tầm thông tin 9 triệu 990 ngàn tặng ăn tại bói. Nha, 5 người. Trong buổi chuối là buổi to, những phút cuối của buổi live stream này. Nha, tầm thông tin 9 triệu 990 ngàn tặng ăn tại bói. 5 người thôi nha. 5 người cuối cùng đó, tùy mấy anh chị. Mua vòng vượng tài tặng tầm thông tin, mua tầm thông tin tặng ăn tại bói. Thỉnh tâm tượng sự thành. Nếu mấy anh chị không lấy khuyến mãi thì tặng cho mấy anh chị vòng vườn tài hoặc là mặt vàng. Mấy anh chị nào mấy anh chị nào muốn xem lá số bưu tính 49.900.000 thì mấy anh chị được tặng một tâm tượng sự thành 24.900.000. Đó là những cái món quà mình trao đi trong cái buổi livestream ngày hôm nay. 5 người nha, 5 người mua tâm bưu tính 9.900.000 được tặng ăn tại bói. Ăn tại bói này tới 4.800.000 được đó. Còn nếu mà anh chị nào mua ăn tại bói thì giảm giá cho mấy anh chị 2.999.000. À, và mình cảm nhận về cái thị trường bất động sản, mình không biết sao tự nhiên dạo này mình rất là yêu bất động sản, mình cũng chả biết mà nó đang quấy rối mình hay sao không biết, mà không biết sao mình thấy cái cơ hội lớn lắm anh chị nha. Mấy anh chị nào đó cố gắng đi, nó được thiên thời đó, bất động sản được thiên thời đó, và mình cũng cảm giác được cái vận mệnh của nước mình nó đang tới anh chị. Mình cảm giác được như vậy. Dĩ nhiên cái gì cũng có rủi ro. Thì mình nói cái gì đó. Mình có 10 đồng thì mình để dành 2 đồng, mình liều 8 đồng, còn mình nhát thì mình 50-50. 50 để dành 50 liều. 50 mạo hiểm. Mạo hiểm trên sự tính toán. Mà mấy anh chị mạo hiểm bất động sản nó khác, còn mấy anh chị mạo hiểm trong chứng khoán khác à. Mấy anh kia là giá là một đi không trở lại, nó không có gì đảm bảo, còn giá bất động sản là ổn định.
không định mình dùng, mình sử dụng thêm đòn bẩy nữa thì quá chà ta. À, và thời buổi giờ là thời buổi tiêu dùng, à, người ta xài nhiều lắm, mấy anh chị cũng cố gắng bán hàng đi, giống mình nè, đấy, mấy anh chị bán hàng tạo ra thu nhập thụ động, à, tạo ra cái thu nhập ổn định, rồi từ cái thu nhập đó mình chuyển sang đất đai, hiểu không? Tích mình mua đất để dành, hoặc là mua đất xây nhà hàng, khách sạn, hoặc là xây nhà trọ, hoặc là xây gì đó. Mấy anh chị, cái nước muốn phát triển thì phải công nghiệp hóa, công nghiệp hóa thì phải có dân, có dân thì đất nó phải nhỏ ra chứ, đất bự chợ bá sao người ta ở nổi, một mình nhà nước sao làm nổi, thì chúng mình bu vô làm phụ. Dĩ nhiên đi làm mình phải có lợi chứ. Bây giờ mấy anh chị đừng có nghĩ ở đây là nhiều người nó sáng mà đọc có báo cái thằng kia âm binh nghe ném chuyện thì mệt, cái nào nó so sánh này, ai cũng đi buôn bán đất hết thì nước này sao tôi mới giàu hết chứ sao. Nào nó nói là vì khoa học công nghệ ba nó mới chuyện ba chuyện tào lao. Cái gì nên nhớ là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mục tiêu của mình là dân giàu nước mạnh, chứ mục tiêu của mình không phải là khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ nó chỉ là một cái cách để làm thôi, chứ nó không phải là cách duy nhất. Anh chị phải hiểu cái tư duy đó, hiểu không? Mình làm gì miễn đàng hoàng, tử tế, giàu lên mới phải khoa học công nghệ. Giờ tôi bán gạo người ta giàu không được rồi, phải không? Mắc mớ gì phải khoa học công nghệ. Nhiều người suy nghĩ chả hiểu Singapore đó nó khoa học công nghệ gì. Mình đừng có nghĩ khoa học công nghệ là mới ngon, không phải. Ủa có tiền mua gì không được, phải không? Có tiền mua gì không được, khoa học công nghệ gì. Về giả dụ mình nói nha, nước mình, toàn bộ nước mình đi làm lúa thôi, ví dụ mà giàu thì sao? Cũng ngon chứ, mình muốn cái gì mình không có. Mặt vàng 14.600.000 minh hồng, thấy không? Mình muốn cái gì mà không có, mất mới phải khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ chỉ là một con đường thôi, hoặc là phải gì đó. Ui, nó nóng nó gì đó. Cái thằng có tiền á, mày nói làm sao không được, mày không có tiền mày nói gì không ai nghe. Mày phải hiểu, mình phải hiểu, mà làm giàu nó khác, nó không phải như mình suy nghĩ. Đây quan trọng là mình giàu một cách đàng hoàng, phải không? Giờ muốn gì cũng được, muốn học công nghệ thì mua máy móc hiện đại về, muốn máy bay thì mua máy bay, không có tiền mua gì, tự ngồi chế máy bay sao chế nổi. Mình chị nghĩ mình giờ mình chế tạo bay nổi không? Mình cạnh tranh nổi với Boeing hả? Sao cạnh tranh nổi chứ, mình khùng rồi. Mình suy nghĩ vậy là mình khùng rồi, phải không? Mình mua nó vậy, mình đặt hàng nó. Cái thằng giàu phải sử dụng sức của người khác chứ. Giờ này mình đi ngồi mình nghiên cứu, mình chế tạo máy bay chừng nào phải sử dụng đòn bẩy của người khác. Đó mới là sự thông minh. Thì mình chia sẻ với mấy anh chị những cái góc nhìn nha. Để mấy anh chị, hy vọng mấy anh chị giàu lên. Nước mình ai cũng giàu. Làm gì giàu hợp pháp, cứ làm. Dạ, yeah, có tiền gì, cứ làm. Giờ mấy anh chị cứ suy nghĩ đi, làm gì kiếm tiền tỷ. Đúng không? Đó, bây giờ mấy anh chị cứ suy nghĩ đi, làm gì kiếm tiền tỷ. Hệ số an toàn cao bằng bất động sản, nói đi. Thấy không? Nhà nước có luật bất động sản thì tôi làm. Mình mấy chị đừng có nghĩ là làm là dễ nha. Đây là cơ hội để mình làm giàu thôi, chứ mà không phải là chắc chắn mình làm là sẽ giàu đâu. Đừng có đùa. Đâu phải ai làm cũng thành đâu. Nhưng mà đây có cơ hội. Đây mình phân tích là cơ hội. Còn mình thành hay bại là cái chuyện khác à. Chứ mình đừng có nghĩ đây là cơ hội mình làm chắc chắn sẽ thành. Nha. Làm cái gì nó cũng có rủi ro. Giống như giờ mấy anh chị kêu nước mình đi dùng khoa học công nghệ để cạnh tranh với tụi nó. Mấy anh chị nghĩ cạnh tranh nói không?
mình đi lấy trứng chọi đá xong mình mới thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mình phải biết điểm xuất phát của mình đâu chứ, thấy không? Người dân mình bây giờ kêu ngồi mình viết app ra, mình lập trình để mình đi cạnh tranh được nó sao được. Một nơi nào đó thì nó có lợi thế gì đó thì mình phải phát huy cái đó chứ. Khoa học công nghệ mình, mình chỉ thấy tại sao trên thế giới này chỉ có nước Mỹ nó mới có những cái vĩ đại ở trên mạng, nó khác cái nước của nó. Yến Ngọc Nguyễn mua mai bán đất bán cái gì, vòng vương tài, em mặt vàng với vòng vương tài, muốn có tiền muốn bán đất hàng mua vòng vương tài, muốn tính mà thành tâm tưởng sự thành, muốn có quý nhân giàu sang, muốn có quý nhân giúp đỡ mua vòng vàng mặt vàng. Vậy thì ngon nhất là mua mặt vàng, mua vượng tài, mua tâm tưởng sự thành, mua tam phúc tinh, mua an tại bổi, những được hết. Đấy. Cho bé Diệp giao lưu nha, con gái của ba. Trời ơi. Trời ơi. Ồ, bé Diệp này có cây dừa. Bé Diệp này có cây dừa. Bé Diệp chào bà cô chú này. Bé Diệp chào bà cô chú. Trời ơi, bé Diệp này vui quá ta. Nho. Dòng. Nãy giờ bé Diệp đi làm cái gì vậy? Bé Diệp chào ông bà cô chú nha. Bé Diệp chúc ông bà cô chú mạnh khỏe, có tiền nhiều. Bé Diệp chào ông bà cô chú đi. Bây giờ chúc ông bà con chú mình khỏe. Xin chào. Ba. Kêu ba này. Ba. Ba. Bây giờ kêu ba này. Ba. 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 Bây giờ ba. Ba. Bây giờ chú bà cô chú. Chào. Bây giờ hello. 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 Hello, hello. Sao im rồi? Sao im rồi? Sao im rồi? Bà nào? Bà. Bà nào? Bà nào? Bà nào? Nhờ. 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 Ba đi, ba. 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 Ba đi. Ba. Ba đâu? Ba đâu? Ba đâu? Mẹ đó, mẹ đó, mẹ. Mẹ đi. Mẹ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Thôi con tạm biệt. Con é rồi. Bây giờ tạm biệt ông bà cô chú. Con đi chơi thôi. Oh.
Rồi, mình chia sẻ tới đây nha mấy anh chị. Đó, những cái khuyến mãi mình lặp lại. Đây là vòng 5 người vòng vương tài tặng mặt vàng tứ thời kiến quý nha. An tài bối, đồng tam phúc tinh tặng an tài bối. Tâm tưởng sự thành tặng vòng vương tài hoặc mặt vàng. An tài bối 2 chỉ 9. Đó. Rồi đó. Còn vương phu đấy. Rồi lá số vô tính tặng tâm tưởng chưa thành một ấn nha. Đây mấy anh chị coi lại nè, chụp hình đi đó. Rồi, chào tạm biệt mấy anh chị. Chúc mấy anh chị buổi tối, buổi chiều vui vẻ, có tiền. Hẹn gặp lại sau nha.